Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, và con kính đảnh lễ Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Thầy Kinh, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào toàn thể đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thọ trì tâm quy và ngũ giới trước khi mình vào học ạ. Dạ, con kính mời đạo tràng. Ukasa mayang pante wisung wisung rakhanaktha yati sarane nasaha pancasila niyachama dutiyam bimayang pante wisung wisung rakhanaktha yati sarane nasaha pancasila niyachama tatiyam bimayang pante Visung visung rakhanaktha yati sarane nasaha pancasila niyachama. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Thanh Tâm từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Và con kính dâng mít lại cho sư ạ. Kính cung thỉnh bàn tay của sư. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyambi Buddham saranam gacchami. Dutiyambi Dhammam saranam gacchami. Dutiyambi Sangham saranam gacchami. Tatiyambi Buddham saranam gacchami. Tatiyambi Dhammam saranam gacchami. Tatiyambi Sangham saranam gacchami. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyambi Buddham saranam gacchami. Dutiyambi Sangham saranam gacchami. Tatiyambi Buddham saranam gacchami. Tatiyambi Dhammam saranam gacchami. Tatiyambi Sangham saranam gacchami. Ti sarana gahanam paripunnam. Pháp quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Bana ti bata ve ramani sikka padang samadhiyami. Adinna dana ve ramani sikka padang samadhiyami. Kame sumicca cara veramani sikha padang samadhiyami. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Surame raja macappamadathana veramani sikha padang samadhiyami. Banati bata Veramani sikha padang samadhiyami. Na Veramani sikha padang samadhiyami. Kame sumicchacara Veramani sikha padang samadhiyami. Musawada Veramani sikha padang samadhiyami.
Sura me raya machapa ma dathana. We ramani sikha padang samadhiyami. Imani panja sikha padani sadukang katwa apamadena nicakalang samaraki tapang silena sugatinjanti silena poga sambada silena niputinjanti tasma silang viso thaje. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tín và ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nha. Sa thu lành thay. Uttamang gena vấn đề hăng ba ta băng sung và rút tamang. Putthe yo kalito do so. Putho kamatutang mamang. Uttamang gena vấn đề hăng. Thamman chadu vitam varang. Thamme yo kalito do so. Thammo kamatutang mamang. Uttamang gena vấn đề hăng. Sangkhan chadu vitotamang. Sankhe yo kalito do so. Sankho kamatutang mamang. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tăng truyền tam quy và hùng ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới. Dạ, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông vừa đến với đạo tràng. Và sau đây Nguyên Trang kính mời Nguyên Như thỉnh pháp sư ạ. Nguyên Trang kính gửi mít cho Nguyên Như. Dạ, cảm ơn chị Nguyên Trang. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con xin kính lễ thầy kinh, con xin kính chào ông Năm bà Năm và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa brahma cha lo ka thi pa ti sa ham pa ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha san tam ba ra chang kha cha ti ka đề xê tu thầm măng anu cầm bi măng ba chăng sanh thầm ma phê rinh quỷ nhà dân cha ca dân sùa tăng cha bành thăng a phi thầm ma chăm măng a cô ta dân tu cha tu sanh cha đành đăng ba bồ tha này dê ba ri sa cha man chê ê quang sa hâm ba ti brahma pha ga văn tăng a ya cha tha tuân hi pha quê na tăng bu thô ca ruôn nhê na thi hoa sa ya
tân ha vu tha ya ba đê na mi ga da yang ta tu ga tu ban cha wa ya da yo ne ye a mang ba ye si tham ma tu ta tu ba phu ti sam bu tu a nu na tham ma de sa nang ma kha wa sa ni de se si sat ta nang an tha si tha kang te na sa tu a yo phan te de se tu tham ma de sa nang sam ba yi tha pa ri sa ya anu kam bam bi ka ta we nak mo buddhaya Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Dạ, con kính thay mặt đạo tràng, kính thỉnh thầy Kinh Milanda có thể đăng đàn để dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Kính lễ sư Thanh Tâm, kính lễ sư Nguyên Thông, kính chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta được duyên hội ngộ trở lại học tiếp tục về vi diệu pháp. Kính thưa quý vị, kỳ này chúng ta sẽ học tiếp về phần tâm dục giới tình hảo phối hợp với tâm sở. Chút xíu thì sẽ có cô thư ký Châu Nguyễn post bài lên, chúng ta cùng nhau đọc ha. Thì trước khi vào buổi học chúng ta cũng nói đôi lại chút xíu. Kính lễ chư tôn đức tăng, kính thưa tất cả quý vị. Cho chúng ta xin quý vị hai cái chữ kính lễ lại bỏ vô túi lại dùm nha. Quý vị cất lại dùm hai cái chữ kính lễ dùm cái để cho tôi sống thọ qua khỏi mùa dịch corona này nghe. Vì lễ quá chắc tôi đi sớm. Một phần cất lại dùm tối dùm cái nhất là Nguyên Trang này, Nguyên Như hay lễ một chút tôi đi sớm này rồi cất lại dùm cái cho đỡ tốn thọ, đỡ tổn thọ. Một phần rồi trước khi chúng ta vào buổi học, chúng ta cùng nhau tất cả hãy chắp tay lên đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arhang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadayami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Samma Sambuddhammatulang Sasattham Aganuttamang Afiwa Diyapasisang Afithammatasanggahang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng con sẽ nói về những gì chứ đừng trong vi diệu pháp. Rồi, hôm nay mời cô MC số 1 boss bài lên nha. Mời tất cả quý vị quan nghỉ lên đọc được nhiều lợi lạc, nhiều phước báo. Chúng tôi nhớ trong có một cái bài nào đó trong tạng kinh có nói về một vị chư thiên nghe một vị sư nào đó tụng kinh Bali đó vậy. Tụng đúng pháp, tụng đúng từ ngữ mà liền có chính xác, vì nó hoan hỷ quá xuống tán thán vị sư này. Đây là cũng là cái rất là đặc biệt ha. Cho nên giờ chúng ta cố gắng đọc chính xác trong đúng Bali để chư thiên xuống hoan hỷ. Chư thiên hoan hỷ cái mình hồi hướng chư thiên phước, nếu có gì mình đi cái chư thiên lại dẫn mình đi dùm nha. Mô Phật. Mô Phật. Rồi xin mời quý vị nha.
Dạ Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ tại nãy con lễ quý sư rồi con lễ luôn. Dạ con dạ sau đây con xin đọc bài trước. Dạ bài hôm nay rất là khó. Dạ con xin đọc bài để cho Nguyên Như nghỉ giải lao chút xíu, và sau đó thì con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Dạ con xin đọc bài trước. Kama vacharaso panacitta sangaho tâm dục giới tịnh hảo phối hợp. Kama vacharaso nat kam con sorry Kama vachara so phane supanakusale sutta vapathama đoa dề anyasamata te rasache tasika bancha visati so phanache tasika cha ta atthatin sathamma sanggahang chàn tí. Trước tiên, trong hai loại tâm tịnh hảo đầu thuộc dục giới, có 38 tâm sở phối hợp như sau: 13 tâm sở tự tha và 25 tâm sở tịnh hảo bằng 38. Appamanya viratiyo panettapanchapipacche kamme vayoche và 2 tâm sở vô lượng và 3 giới phần phải được phối hợp riêng biệt. Tathā dutiyā dvāye ñāṇavacchitta cùng thế ấy, trong cặp thứ nhì tất cả các tâm sở trên đều hiện hữu ngoại trừ tri kiến bằng 37. Tatiyadaye ñāṇasampayutta bhitivacchitta trong cặp thứ ba liên hợp với tri kiến hỷ bị loại trừ bằng 37. Chatuttadaye ñāṇabhitivacchitta te evasanggahanti cặp thứ tư tri kiến và hỷ bị loại trừ bằng 36. Kiriya chitte suvivirati vachitta trong tâm duy tác, ba giới phần bị loại trừ bằng 35. Tathe vachatu suvidukke suchatuttha vasanggay hanti như ở trên, bốn cặp phối hợp bằng bốn phương cách. Ta thà quý bà kề su cha ấp ba mành nhà quý ra ti quách chi tà tề ê quá sằng gầy hành tì tí sắp ba thà bí cha tu quỳ sa tí cà mà quá cha ra sô phá nát chi tề su Sudukawase nadwa dasatha wasanggaho hồ tỳ tí. Các tâm sở này phát sanh cùng thế ấy trong tâm quả, ngoài trừ tâm sở vô lượng và những giới phần. Như vậy, trong tất cả 24 loại tâm tịnh hảo thuộc dục giới có 12 cách phối hợp theo từng cặp. 38 pháp hạnh phúc khanti chaso vachasata sammana nanchadasanang kalena thammasa kaccha etang mangalamuttamang nhẫn nại lời nhu hòa ý kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Patience, sensitivity to self-improvement
the side of the two monks. Regular discussion of the Thomas highest happiness. À, còn nữa ha? Ồ, vậy là xong. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính thỉnh bàn tay của sư Nguyên Thông. Dạ, con cảm ơn đạo tràng, cảm ơn thầy Kinh. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con xin được học ôn lại bài Pali. Kama vachara supane supana kusale sutava tava patthang bade ye anya samana te rasa cetasika pancha visa ti sofana cetasika jati at thatim sa thamma sagahang gacchanti appamanna virati yo pangyet tapancha pi paccikame vavyo cetapha tatha dyuti va đoài về nhà na va chi ta ta thi gia đoài về nhà na sam pa yut ta pi ta va chi ta cha tu tha đề sa đoài về nhà na pi ti va chi ta te e va sang ge yang ti kiriya chi te su pi virati ja virati va chi ta kiriya chitte supi virai viti vachita tathe vachatu supi dukkhe chatutha vasange hanti tatha vipake sucha appamanyan appamanya virati vachitva te eva sang ghe hằng thi tí sắp bà tha pi chá tu vi sa tí ca ma vá chá ra sô phá na sô phá na chi tê su đúc ca đúc ca vá sê na đoà đà sa tha vá sẵn khá hô hô tí tí bấm tám pháp hạnh phúc 27 khăn tí 28 cha sô vá cha sa sa ta hành chính sa ma na nan cha đa sa năng 30 ca lê na tham ma sa các cha e tăng măng gar mút ta măng nhẫn nại lời nhu hòa ý kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Patience, self-improvement, the sight of a true monk, regular discussion of the Dhamma, highest happiness. Dạ. À, xin mời người kế và chân thành tri ân quý vị đã lắng nghe. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin sa thú sư Nguyên Thông đã đọc bài. Dạ, Nguyên Như xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ, sư Thanh Tâm có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm cầm mic ạ. Dạ, con không biết sư Thanh Tâm chắc không có ở trước máy rồi. Đạo tràng có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? À? Dạ, sa thú. Như vậy thôi con xin kính đọc trước ạ. À. Kama vacharaso phana citta sangha ho, tâm dục giới tình hảo phối hợp. Kama vacharaso phane subanakusale sutta vabathama đoài về an nyasama na te rasache tasika bành cha quý sati so phana che tasika cha vi ap tha tình sa tham ma sangha hằng gách chành tí. Trước tiên,
Trong hai loại tâm tình hảo đầu thuộc dục giới có 38 tâm sở phối hợp nhau như sau: 13 tâm sở tự tha và 25 tâm sở tình hảo bằng 38. Appamanya vitariyo banettaban chabibacche kame vayo che tappa. Hai tâm sở vô lượng và ba giới phần phải được phối hợp riêng biệt. Tatha dutiya đoài về nhà na vách chí ta. Cùng thấy ấy, trong cặp thứ nhì, tất cả các tâm sở trên đều hiện hữu, ngoại trừ tri kiến bằng 37. Tatiya đoài về nhà na sầm bá dút tà bì tí vách chí ta. Trong cặp thứ ba, liên hợp với tri kiến, hỷ bị loại trừ bằng 37. Chá tuyết tha đoài về nhà na bì tí vách chí ta. Tê ê quá sằng gây hành tí. Trong cặp thứ tư, tri kiến và hỷ bị loại trừ bằng 36. Ký rí giá chích tê xú bí rí rá tích quách chí ta. Trong tâm duy tác, ba giới phần bị loại trừ bằng 35. Tá thề quá chá tú xú bí đú kề xú chá tú thà quá sằng gây hành tí. Như ở trên, bốn cặp phối hợp bằng bốn phương cách. Tá thà quý bà kề xú chá ấp bá mành nhà quý rá tí vách chí ta. Tê ê quá sằng gây hành tì tí sắp bá thà bí chá tú quỳ xá tí cà mà quá chá rá sồ phá ná chích tề. Xú đú cá quá xề ná đòa đá xá thà quá sằng gá hồ hồ tì tí. Các tâm sở này phát sanh cùng thấy ấy trong tâm quả, ngoại trừ những tâm sở vô lượng và những giới phần. Như vậy, trong tất cả 24 loại tâm tình hảo thuộc dục giới, có 12 cách phối hợp theo từng cặp. 38 pháp hạnh phúc. Khanti chaso vachasata samana nan chadasanan kale na thammasa kaccha e tang mang galamuttamang. Nhẫn nại lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Patient sensitivity to self-improvement, the sight of the true monk, regular discussion of dhamma, highest happiness. Dạ con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ Quý Sư, con kính đảnh lễ Quý Cô Tu Nữ, kính chào Thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Kama Vajraso Phanachitta Sằng Gá Hồ. Tâm dục giới tịnh hảo phối hợp. Cà mà quá chá rá sổ phá nề su ba na cú sa lề su tà quá ba tha ma đòa dề ảnh nhé sa mà nà tề rá sắc chề ta si cà bành chá quý sa ti sổ phá na chề ta si cà chà ti át thát tình sa thầm mà sằng gá hằng gách chàn ti. Trước tiên, trong hai tịnh hảo đầu thuộc dục giới có 38 tâm sở phối hợp nhau như sau: sở tha và 25 tâm sở tịnh hảo bằng 38. Áp ba mành nhà virati yo banat banet tha bành cha bi bách chề ca mề qua yo chề tap phà tap bà. Hai tâm sở vô lượng và ba giới phần phải được phối hợp riêng biệt. Ta thà đu ti gia đòa về nhà na quách chi tà. Cùng thế ấy, trong cặp thứ nhì, tất cả các tâm sở trên đều hiện hữu, ngoại trừ chi kiến bằng 37. Ta ti gia đòa về nhà na sầm ba yút tà.
bì tí quách chi tà, trong cặp thứ ba liên hợp với tri kiến thì bị loại trừ bằng 37. Chát tút tha đòa về nhà ná bì tí quách chi tà, tề ề quá sàng gầy hẳn tí, trong cặp thứ tư tri kiến và hỷ bị loại trừ bằng 36. Kiriya chít tề subirati quách chi tà, trong tâm duy tác ba giới phần bị loại trừ bằng 35. Ta thề quá cha tu subi đu kề su cha tu thà quá sàng gầy hẳn tí, như ở trên bốn cặp phối hợp bằng bốn phương cách. Ta thà quy bà kề su cha áp ba mảnh nhà quy ra ti quách chi tà, tề ề quá sàng gầy hẳn tì tí. Wow. Sắp ba thà bi cha tu quỳ sa tí cà mà quá cha ra sổ pha na chi tề su đu ca quá sề na đùa đa sắc thà quang ga hồ hồ tì tí. Các tâm sở này phát sanh cùng thế ấy trong tâm quả, ngoại trừ những tâm sở vô lượng và những giới phần. Như vậy, trong tất cả 24 loại tâm tịnh hảo thuộc dục giới, có 12 cách phối hợp theo từng cặp. 38 pháp hạnh phúc. Khăn tì cha sổ qua cha sa tà Samana nành cha đa sa nằng cà lề na thầm ma xà cách trà ê tằng mằng ga la mu ta mằng, nhẫn nại lời nhu hòa ít kiến bậc sa môn tùy thời đạm luật pháp là phúc lành cao thượng. Dạ con đã đọc xong cái phần chính kinh ạ. Dạ con xin xuống mic ạ, kính mời vị kế tiếp. Cảm ơn Chu Nguyễn đã post bài. Nam mô Phật Đà, dạ Nam mô Tam Ma, dạ Nam mô Sang Ga, dạ dạ con kính đến lễ quý sư, con kính đến lễ thầy Ken, con kính chào thầy Ken, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc. Kama vacha raso pane supana kusale sutta vapa tama tuaye anyasam anyasamana te sa rasa cetasika pancawisati so pana cetasika jati at tas tating sa dhamma sanggahang gacchanti. Trước tiên, trong hai loại tâm tình hảo đầu thuộc dục giới có 38 tâm sở phối hợp nhau như sau: 13 tâm sở tợ tha và 25 tâm sở tịnh hạ bằng 38. Appamanya rati yo pane ta panchapi pacce kame vayo che tapa. Hai tâm sở vô lượng và ba giới phần phải được phối hợp riêng biệt. Tata dutiya tọa về nhà na quách nhà na quách chitta, cùng thấy ấy trong cặp thứ nhì tất cả các tâm sở trên đều hiện hữu ngoại trừ tri kiến bằng 37. Tatiya tọa về nhà na sampayutta pi ti quách chitta, trong cặp thứ ba liên hợp với tri kiến hỷ bị loại trừ bằng 37. Chattutta tọa về nhà napi ti vach citta te evasang gayanti, trong cặp thứ tư tri kiến và hỷ bị loại trừ bằng 36. Kiriya citta supivirati vach, xin lỗi, con xin đọc lại. Kiriya chitte supivirati vach
chích tà, trong tâm duy tác 30 giới phần bị loại trừ bằng 35. Tát tề quá chát tu su bi tu kề su chát tu tòa quá sằng gá dàn tí. Như ở trên, bốn cặp phối hợp bằng bốn phương cách. Tát tà quý bà kề su chát áp bắt mằng nhà quý ra tí quá chít tà tề ê quá sằng gá dần thì tí sắp bát thà bí chá tu quý sát tí xin lỗi con xin đọc lại sắp bà tà bí chá tu quý sát tí khà mà quá chá ra số bát nạ chít tề su su du ca wa se na tua da sata wasang ga ho ho ti ti. Các tâm sở này phát sanh cùng thấy ấy trong tâm quả, ngoại trừ những tâm sở vô lượng và những giới phần. Như vậy trong tất cả 24 loại tâm tịnh hảo thuộc dục giới có 12 cách phối hợp theo từng cặp. 38 pháp hạnh phúc. Khanti suvachas sata samana nang chatasa nang khale nadhammasa kaccha etang mangalamutamang. Nhẫn nại lời nhu hòa. Ý kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Patience, sensitivity to self-improvement, the sight of a true monk, regular discussion of the Dharma, highest happiness. Yeah, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ con kính chào đạo tràng. Dạ kính mời đạo tràng cùng tham gia. Nguyên Trang thấy hôm nay có chị Từ Mẫn trở về room nè, rồi chị Huệ Ngọc. Dạ, Nguyên Trang kính mời đạo tràng. Minh kính mời anh Bài Hà. Dạ kính mời đạo tràng cùng tham gia. Dạ con xin xuống mít ạ, kính mời đạo tràng. Yeah, mô Phật, xin kính chào đạo tràng, xin kính lễ ba ngôi tam bảo, chư tôn đức tăng và quý cô cùng đạo tràng, kính chào thầy kinh. Sư đọc xong rồi sư Ngưng Thông đọc nha. Ba la mã kama quá cha ra so pa na chitta sang go tâm dục giới tịnh hảo phối hợp. Kama vachara sopane su pana le su tava patama adache anya samana terasa cetasika banja visati sopana cetasika jati atha tinsa dhamma sanghahang gacchanti. Trước tiên, trong hai loại tâm tịnh hảo dầu thuộc dục giới có 38 tâm sở phối hợp nhau như sau: 13 tâm sở tợ tha và 20 tâm sở tịnh hảo bằng 38. Appamanya
Viratijo Benatha Panjapi Pache Ka Mewa Jo Che Tha Pa, hai tâm sở vô lượng và ba giới phần phải được phối hợp riêng biệt. Tatha Duti Cha Đó Che Nhá Na Vachita, cùng thế ấy, trong cặp thứ nhì, tất cả các tâm sở trên đều hiện hữu, ngoại trừ tri kiến bằng 37. Tá tí chá đòa chê nhá ná xá à, ná xăm vá yút ta bì tí chá chí ta, trong cặp thứ ba liên hợp với tri kiến hỷ bị loại trừ bằng 37. Chát thút thá đoà chề nhá à, nhà ná bì tí chá chi ta tê ê quá sang gá hành tí, trong cặp thứ tư tri kiến và hỷ loại trừ bằng 36. Kí rí giá chích tê su pí quy ra tí chá à, quá chi ta, trong tâm duy tác có ba giới phần bị loại trừ bằng 35. Ta thề quá cha tú su pí đú kề su cha tú tha quá sằng gá hành tí, như ở trên bốn cặp phối hợp bằng 40 phương cách. Ta tha vi pa kề su cha Pa manya virati wa chita te ewa sangha yanti ti sappatha pi chatu vi sati kama vachara sopana chitte su dukkha wa se dva dasa wa sangha ho hồ tỳ tí, các tâm sở này phát sanh cùng thế ấy trong tâm quả, ngoại trừ những tâm sở vô lượng và những giới phần. Như vậy, trong tất cả 32, 14 loại tâm, tịnh hảo thuộc dục giới, có 12 cách phối hợp theo từng cặp. 38 hạnh phúc, 27 khanh ti, so vacha sata 29 sa samana nan cha dasanang 30 kale na dhamma wa chakka e tang mangala muttamang, nhẫn nại lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. 27 patience sensitivity to self improvement. 29 the sign of a true monk, regular discussion of the Dhamma, happiest happiness. Rồi, suy nghĩ tới đây là xong ha, mời vị kết tiếp nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. À, con từ mẫn cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông. Kính chào huynh kinh và quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, hôm nay con trở về lớp và con trả bài. Để con kéo xuống. Kama vachara so thana citta sangha ho, tâm dục giới tịnh hảo phối hợp. Kama vachara so thane subbana kula kusale sutta va bác thama đoa nhanh nhà samana te rasa
chê ta si ca bàn cha vi sa ti so ta na chê ta si ca cha ti a tha ti sa sam tham ma sang ga sam sang ga ha ga chẳng ti. Trước tiên trong hai loại tâm tịnh hảo đầu thuộc dục giới có 38 tâm sở phối hợp nhau như sau: 13 tâm sở tợ tha và 25 tâm sở tịnh hảo bằng 38. Appamanya viratiyo panetha bành chabi bát chê ca mê quá chồ về tháp bà. Hai tâm sở vô lượng và ba giới phần phải được phối hợp riêng biệt. Ta thà du ti ta đòa về nhà nà gia di tạ. Cùng thế ấy, trong cặp thứ nhì, tất cả các tâm sở trên đều hiện hữu, ngoại trừ tri kiến bằng 37. Tatiya đòa về nhà na sam ba yutta bi ti wa chi tòa. Ô con xin sám hối, bi chi wa chi ta trong cặp thứ ba liên hợp với tri kiến hỷ loại trừ bằng 37. Chattukha đòa về nhà na bi ti wa chi ta. Tê ê quá sẵn gầy hành tí. Trong cặp thứ tư, tri kiến và hỷ bị loại trừ bằng 36. Kiriya chi tê su bi vi ra ti quá chi tà. Trong tâm duy tác, ba giới phần bị loại trừ bằng 35. Ta thề quá cha tu su bi lu kệ su cha tu thà qua sằng gầy hành tí. Như ở trên, bốn cặp phối hợp bằng bốn phương cách. Ta thà vi bà kề su cha áp ba mạnh nhà vi ra ti qua chi tà chi tà tề ê qua sằng gầy hành tí tí sắp ba thà bi cha tu vi sa tí ca ma wa cha ro so tha na chi te su du ca wa de na đoa đa sa tha wa sang ga ho ho ti ti. Các tâm sở này phát sanh cùng thể ấy trong tâm quả, ngoại trừ những tâm sở vô lượng và những giới phần. Như vậy, trong tất cả 24 loại tâm tịnh hảo thuộc dục giới có 12 cách phối hợp theo từng cặp. 38 hạnh, 38 pháp hạnh phúc, 27 khanh ti, 28 cha sô qua ca sát ta, 29 sa măng na nhan cha đa sa na, 30 ca lê na tham ma ca khắc cha ê ta măng ga la ê ê ta măng ga la mu ta măng, nhẫn nại lời nhu hòa, yến kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc hành cao thượng. 27 fashion, 28 sensitivity to self improvement, 29 the sign of attunement, 30 regular discussion of the dhamma, I has the happiness. Hầu hết. Dạ, rồi. Con cảm ơn đạo tràng, cảm ơn quý sư. Dạ, con hết rồi, đọc hết rồi. Xin xuống mất. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con là Lý. Con xin kính đảnh lễ chư quý sư. Dạ, kính chào thầy Kinh. Dạ, theo yêu cầu chứ con là dự tính là kính đảnh lễ. Và vì là đứng trong vai trò giáo thọ, con không xin kính đảnh lễ toàn tất cả đạo tràng. Giờ tới phiên con xin đọc bài. Kamavacchara sopan nacchitta
Sangaho, tâm dục giới tịnh hảo phối hợp. Không, xin lỗi đạo tràng, có nghe được giọng nói không vậy? Cho xin tín hiệu trước. Ồ, cha đã mất tiêu rồi. Đây. Kama vachara sopan ne supana kusale sutawa pathamadvaye anyasa samadmana terasa cetasika panchavisati sopanya cetasika chati attha tinsa dhamma sanghahang gacchanti. Trước tiên, trong hai loại tâm tịnh hảo đầu thuộc dục giới có 30 tâm sở phối hợp nhau như sau: 13 tâm sở tợ tha và 25 tâm sở tịnh hảo bằng 38. Appamanya viratiyo panattha panchapi pacce kamewa yucetabba. Hai tâm sở vô lượng và ba giới phần phải được phối hợp riêng biệt. Tattha dutiya dvaye Nhana Vachita. Cùng thế ấy, trong cặp thứ nhì tất cả các tâm sở trên đều hiện hữu, ngoại trừ tri kiến bằng 37. Hình như còn nữa mà phải không? Dạ, cảm ơn chị Châu Nguyễn. Tattiya dvaye jnana sampayutta piti vacchita. Trong cặp thứ ba liên hợp với tri kiến hỷ bị loại trừ bằng 37. Chattutha dvaye jnana piti vacchita te eva sangeyan hanti. Trong cặp thứ tư, tri kiến và hỷ bị loại trừ bằng 36. Kiriya chitte supi viriti va. Trong tâm duy tác, ba giới phần bị loại trừ bằng 35. Tathe wa chatusupi dukhe su chatudha chatutha wa sanghe hanti. Như ở trên, bốn cặp phối hợp bằng bốn phương cách. Tathā vipā kê suốt chắc appamanya virati vachitta te e vas sanghe han ti 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 sappa tha pi cha tu vi sa ti sa ti kama vachara sopana chitte su dukkha wa sena dwa da sat da wa sangha ho ho ti ti ti. Chị Nguyên Trang, nó có cái dấu gì giống như cái hộp quà, nó nằm nó che trên mặt mà không sẽ biết làm sao mà nó đẩy nó ra cứ. Các tâm sở này phát sanh cùng thế ấy trong tâm quả, ngoại trừ những tâm sở vô lượng và những tâm giới phần. Như vậy, trong tất cả 24 loại tâm tịnh hảo thuộc dục giới có 12 cách phối hợp theo từng cặp. Kéo lên được hả?
cho nó không chảy, nó nằm yên một chỗ luôn à. Ok thôi được rồi, không sao. 38 pháp hạnh phúc, 27 khanh ti, 28 cha so vách cha sát tà, 29 sa samana nan cha đát sa năng, 30 kale kale na dhamma sa cách cha e tăng mangala muttamang, nhẫn nại lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. 27 patience, 28 sensitivity to self improvement, 29 the sign of a true monk, 30 regular discussion of the dhamma, highest happiness. Dạ con xin kính dâng mít lại cho đạo tràng, con kính tri ân tất cả. Dạ ủa sao nó bị dính rồi, dần sao tháo cái mic ra đây, không có nút stop. Nó mất tiêu rồi, cái đó đỏ để stop nó mất tiêu rồi, chắc phải chạy ra quá. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Minh Thông, con kính chào Thầy Kinh. Dạ thưa Thầy, nếu mà hết giờ thì con không cần phải đọc và thưa Thầy. Thầy chưa? Dạ, con đọc dở lắm nên ra Thầy đừng la con nha. Con xin chào Thầy. Kama vaccha vaso phana citta ta sangha ho, tâm dục giới tịnh hảo phối hợp. Kama vaccha vaso phane suba nakusale su ta vabba thama toa ye anya samana tề ra sa chề si là si cà bành cha vi sa ti so pha na chề ta si cà cà ti a tha tình sa thầm mà sa sằng ga hằng gắt chất tí. Trước tiên trong hai loại tâm tịnh hảo thuộc dục giới có 38 tâm sở phối hợp nhau như sau: 13 tâm sở tợ tha và 25 tâm sở tịnh hảo bằng 38. Áp bát mình nhà vi vát ti yo ba nết tha bành chát ti bát chê ca mê qua yo chê tắp ba. Hai tâm sở vô lượng và ba giới phần phải được phối hợp riêng biệt. Ta thà đu ti gia tòa về nhà na vách chích ta. Cùng thế ấy trong cặp thứ nhì, tất cả các tâm sở trên đều hiện hữu ngoại trừ tri kiến. 37 ta ti già tòa về nhành na sầm bát ta bí đi ti quách chít ta. Trong cặp thứ ba liên hợp với tri kiến hỷ bị loại trừ. Cha tút thà tòa về nhành na bí ti quách chít ta. Tề ê quá sằng gầy hằng tí. Trong thứ tư tri kiến và hỷ bị loại trừ. 36 Kí ri chích tề su bí quý ra ti vách chích tá. Trong tâm di tá ba giới phần bị loại trừ. 35 Tách
Tathe vat batu supi dukhe sucha tu tham qua sằng gầy hằng tí. Như ở trên, bốn cặp phối hợp bằng bốn phương cách. Tathā vibhāke sucha appamanya virati vacchitta te eva saṅgayanti tisappathā vicatu satikkhāma vacarasso panacitte su dukkha vasena tva đa sa thầm qua sằng ca hồ hồn tí. Các tâm sở này phát sanh cùng thế ấy trong tâm quả, ngoại trừ những tâm sở vô lượng và những giới phần. Như vậy, trong tất cả 24 loại tâm tịnh hảo thuộc dục giới, có 12 cách phối hợp theo từng cặp. 38 pháp hạnh phúc, Khanti 28. Sovacca Sata 29, Samana Nhanh Chadasanang 30, Kalena Thammasaka Cha Etang Mangala Muttamang. Nhẫn nại lời như hòa, yến kiệt bậc sa môn tùy thời đạm luận pháp là phúc hành cao thượng. 27. Patient. 28. Sensitivity to self-improvement. 29. The sign of a true monk. 30. Regular discussion of the Dhamma, highest happiness. Yeah. Con xin. Dạ, con là bài, con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con xin đảnh lễ quý sư. Xin chào thầy, kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng. Bây giờ con xin đọc bài ở đâu ta, câu này. Kama vacara so banacitta banacitta sanggaho, tâm dục giới tịnh hảo phối hợp. Kama vacaraso panne supana supana kusale sutta vapata ma dua ye an nyasa ma na te sara ke che tasika pan chawisatiso bana che tasika cha tiatta tiatta tang tin sadam ma sanggahang gat chang gat chang gat chang ti. Trước tiên, trong hai loại tâm tịnh hảo đầu thuộc dục giới có 38 tâm sở phối hợp nhau như sau: 13 tâm sở tợ tha và 25 tâm sở tịnh hảo. 38 bằng 38. Appamanya viratiyo panettapan chapipacce kame vayo Yetapa, hai tâm sở vô lượng và ba giới phần phải được phối hợp riêng biệt. Tathā tutiya dvā ye nya navacitta, cùng thế ấy trong cặp thứ nhì, tất cả các tâm sở trên đều hiện hữu ngoại trừ tri kiến bằng 37. Tatiya dvā ye nya nasam payutta ti ti vacitta
Trong cặp thứ ba, liên hợp với tri kiến, hỷ bị loại trừ bằng 37. Chát tức thát đoá dề, nhà nát tích tí, quá chích tà, tề, ề, quá sẵn kề hằng tí. Trong cặp thứ tư, tri kiến và hỷ bị loại trừ bằng 36. Ký vi giá chích tề, bí vi ra tí giác. Chitta, trong tâm duy tác, ba giới phần bị loại trừ bằng 35. Ta thề, quá chát, tu, su, pi, tu, kề, su, chát, tu, trà, quá sẵn, kề, hằng, tí. Như ở trên bốn cặp phối hợp bằng bốn phương cách. Ta thà, quý bà, kề, su, chát, áp, ba mạnh, nhà, virati vat chitta te e vat sang ke hằng ti ti sap bata picha tu vi satika ma vat cha ra so pa na chitte suduka vase na doa dasatta quát sằng cá hồ hồ tì tí. Các tâm sở này phát sinh cùng thế ấy trong tâm quả, ngoại trừ những tâm sở vô lượng và những giới phần. Như vậy, trong tất cả 24 loại tâm tịnh hảo thuộc dục giới có 12 cách phối hợp theo từng cặp. 38 pháp hạnh phúc khành tí chát sồ quát chắc Sata, Samana, Nành, Chadat, Sanang, Kà Lệ, Na Đầm, Massa, Cách Trà, Ê Tăng, Măng, Galamutta Măng, Nhẫn Nại, Lời Nhu Hòa, Yến Kiến, Bậc Ý Kiến, xin lỗi, Ý Kiến Bậc Sa Môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Patience, sensitivity to self-improvement, the side of true monk, regular discussion, highest happiness. Con đọc xong rồi, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn à, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sít Nguyên Như hôm nay ở bển Thọ Đậu Đà vậy thôi em đọc luôn nha sít. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài ạ. Kama vacharaso phanachitta sangaho, tâm dục giới tịnh hảo phối hợp. Kama vacharaso phane supanakusale sutta vapathamabdaye anyasamana te rasache tasika panchavisati so phá chitasika cha ti ap thát tình sa tham ma sangahan gắt trần tí. Trước tiên, trong hai loại tâm tịnh hảo đầu thuộc dục giới, có 38 tâm sở phối hợp nhau như sau. 13 tâm sở tợ tha và 25 tâm sở tịnh hảo bằng 38. Appamanya viratiyo panetta panchapipacche kame vayo che tappa. Hai tâm sở vô lượng và ba giới phần phải được phối hợp riêng biệt. Tát hà đu ti giá đoá dề nhà ná quát trí tà. Cùng thế ấy, trong cặp thứ nhì, tất cả các tâm sở trên đều hiện hữu, ngoại trừ tri kiến bằng 37. Tát ti giá đoá dề nhà ná sàm bá yút tà bì ti quát trí tà. Trong cặp thứ ba, liên hợp với tri kiến hỷ bị loại trừ bằng 37. Chát tút thát đoá dề nhà ná bì ti quát trí tà. Thề ê quá sẵn, gây hành tí.
trong tri kiến và hỷ bị loại trừ bằng 36. Kiriya chitte supi virati vachita, trong tâm duy tác ba giới phận bị loại trừ bằng 35. Tathe vachatusupi duke suchatutha vasangge hanti, như ở trên, bốn cặp phối hợp bằng bốn phương cách. Tathā vipāke sucha appamaññā virati vacchitā te e vasaṃ gay hanti tisappathā bicatu vi satikāma vacaraso phanacitte sudukā vasē naddvā da sathā vasaṃ gahu hu ti tī. Các tâm sở này phát sanh cùng thế ấy trong tâm quả, ngoại trừ những tâm sở vô lượng và những giới phần. Như vậy, trong tất cả 27 tâm tịnh hảo thuộc dục giới, có 12 cách phối hợp theo từng cặp. 38 pháp hạnh phúc. Khan ti cha su wa cha sa ta sa ma na na cha da sa nang ka le na tham ma sa ka cha e tang mang ga la mut ta mang. Nhẫn nại, lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Patience, sensitivity to self-improvement, the sign of a true monk, regular discussion of the Dhamma, highest happiness. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Dạ con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Dạ con Như Quỳnh xin kính lễ Sư Thanh Tâm, kính lễ Sư Nguyên Thông. Con kính chào Thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn chị Châu Nguyễn đã bút bài. Ba La Mã Kama Vacharaso Phanachita Sangaho, tâm dục giới tịnh hảo phối hợp. Kama Vacharaso Phane Supanakusale Sutta Vapatha Madhvaye Anya Samana Terasache Sika Panchavisatiso Phanache Tasika Chati Athatin Sathamma Sang gác hàng gác chăng tí. Trước tiên, trong hai loại tâm tịnh hảo, đầu thuộc dục giới có 38 tâm sở phối hợp nhau như sau: 13 tâm sở tợ tha và 25 tâm sở tịnh hảo bằng 38. Appa manya viratiyo panettha pan chapipacche kame vayo che tappa, hai tâm sở vô lượng và ba giới phần phải được phối hợp riêng biệt. Tathā duṭiyā dvāye ñānavacchitā, cùng thế ấy trong cặp thứ nhì tất cả các tâm sở trên đều hiện hữu ngoại trừ tri kiến bằng 37. Tatiyā dvāye ñānasampayutta pitivacchitā, trong cặp thứ ba liên hợp với tri kiến hỷ bị loại trừ bằng 37. Chaturtha dvāye ñānapitivacchitā te e vasaṅgehanti, trong cặp thứ tư tri kiến và hỷ bị loại trừ bằng 36. Kiriyacitta supivirativacchitā, trong tâm duy tác ba giới phần bị loại trừ bằng 35. Tathe vachatusupi duke suchatutha vasaṅgehanti, như ở trên, bốn cặp phối hợp bằng bốn phương cách. Tathā vipāke suchā appamaññā virati vacchitā te e vasaṅgehanti tisappathā picchatu vi satikāma
Vacharaso Phanatite Su Duka Vase Nadra Dasatha Vasangaho Ti Ti. Các tâm sở này phát sanh cùng thế ấy trong tâm quả, ngoại trừ những tâm sở vô lượng và những giới phần. Như vậy, trong tất cả 24 loại tâm tịnh hảo thuộc dục giới có 12 cách phối hợp theo từng cặp, 38 pháp hạnh phúc. Khanti chaso vachasata samana nacadasanang kale nathammasa kaccha etang mangalamut tá măng, nhẫn nại lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Patience, sensitivity to self-engrossment, the sign of a true monk, regular discussions of dhamma, highest happiness. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con xin xuống mic. Xà thú. Dạ. Rất là xà thú ha quý vị ha. Hôm nay cả lớp đều lên đọc hết, ai cũng đọc rất là tiến bộ. À, nhất là các vị mới rất đọc rất khá, có tiến bộ rất nhiều. Rất là xà thú. Rồi cúng dường hoa dân hoa lên cho quan nghỉ ha. Rồi hôm nay là chúng ta sẽ học cho tới khi nào hết bài đó. À, chứ không, thành ra bữa nay nếu mà nhanh kịp thì sơ ra sớm, còn trễ thì đầu đà luôn, cho cái gì học tới sáng luôn. Đồng ý không? Ai đồng ý không? Đồng ý cho mong lên đi, học tới sáng luôn. Sao thú ha? Rồi chơi tới luôn ha, mình học tới luôn. Lâu cái quan hỷ pháp mình học nó sướng. Trang hôm nay cấm ngủ nha, hôm nay học tới luôn. Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước vào một cái bài nói về tâm dục giới tịnh hảo phối hợp. Thì tâm dục giới tịnh hảo phối hợp này chúng ta chia làm 3 phần. Phần A là tâm thiện dục giới tịnh hảo. Phần B là tâm quả thiện dục giới tịnh hảo. Phần C là tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Rồi, bây giờ nhờ cho Nguyễn post lên cái phần A. Bắt đầu mình học từ từ vô ha. Phần A gì? Rồi, phần A đây ha, trong cái bài boss này 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Nó dính nhau từ. À, thì chúng ta có là ghi kèm khó đọc chữ. 13 ra từ cái đi, 1 2 13 cộng 25 38. 3 4 à, 13 cộng 24 bằng 37. Tiếp. Ghi xuống từ cái cho nó rõ ràng, để quý vị ghi lại cho nó rõ ràng ha. 5 6 12 cộng 25 bằng 37. 7 8 12 cộng 24 bằng 36. Rồi, đó là xong. Đó là xong cái phần A. À, coi như mình đã học xong phần A đó. Quý vị hiểu không? Alo, hiểu không? Cho biết cho xin cái vòng đi. Rồi xin cái bông hiểu cái mình thông qua cái mình vô phần B cái phần C cái mình hết luôn mình giảng toàn giảng luôn đi ngủ. Rồi rồi bắt đầu mình đi vô ha. Bây giờ phần A, tâm thứ nhất, tâm thứ nhì là tâm gì quý vị? Alo, tâm thứ nhất, tâm thứ nhì là tâm gì? Tiếp luôn đây rồi. Tâm thứ nhất, tâm thứ nhì, 1, 2 là tâm gì? Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Và số 2 là gì? Là tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Rồi ha, bây giờ mình có hai loại ha, hai là tâm 1 và 2. Bây giờ 1 2 2 tâm này thì đối với tâm sở thì giờ 13 tự tha có không? 13 tự tha có không quý vị ơi?
13 tự tha là tầm tứ thắng giải cần xúc thọ tưởng tư với hành bằng quyền tất ý. Có không? 7 cái đầu có không? Có không? Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục có luôn không? Rồi có không? Là 1, 2 thì mình có được là 13 tự tha. Đúng chưa? Rồi ghi xuống ha, 1, 2, 3 tự tha. Rồi bây giờ 14 bất thiện có cái gì? 14 tâm sở bất thiện có không? Alo. Không, đúng rồi, xa đúng. Tưởng nói có là mệt. Tưởng Nguyên Trang nói có là mệt. 13 tự tha có rồi không? Rồi giờ 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Có không? 19 tâm sở tịnh hảo biến hành có không? Alo. Có luôn, rồi, xa đúng không? Rồi, ok ha, qua ha, rồi mình qua đây ha, rồi tới ba giới phần. Ba giới phần này có không quý vị? Có luôn. Rồi hai vô lượng phần có không? Hai vô lượng phần. Có luôn, rồi, giỏi quá mà. Rồi, tuệ quyền có không? Tuệ quyền, tâm sở tuệ quyền có. Tại sao có? Tại sao có? Tại sao có? Alo. Tại sao có tuệ quyền? Hợp trí. Quá giỏi. Quá giỏi. Rất là quan hỷ không? Xà thử ha. Rồi, đúng vậy ha. Rồi, bây giờ mình đi lại ha. Thì bây giờ, trong cái phần tịnh hảo á, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành là 19 tâm sở này luôn có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo. Mình nắm được ha. À, nắm được cái này chắc ăn ha, cái này là chính xác ha. Rồi ba giới phần. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đúng chưa? Phải ba giới phần không? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó có mặt cùng lúc không quý vị? Alo. Nó có mặt cùng lúc hay không? Không, không. À, người có người không có hai người có ba người không tùy lúc rồi giờ mình giải quyết ha. Ba cái giới phần này á mình viết trên cái bảng á thì mình ghi là chung vậy thôi nhưng mà thực sự nó không có chung được. Bởi vì mỗi một cái giới nó có một cái đối tượng riêng biệt khác nhau. À, mỗi một cái nó cái trường hợp nó khác nhau. Ví dụ như chánh ngữ. À, thì khi nào mình gặp cái trường hợp để mà mình phải giữ chánh ngữ thì lúc đó có tâm sở chánh ngữ sanh khởi. Chứ không thì nó không có. Vì đó là ví dụ giờ có người nào hỏi mình vấn đề đó thì lúc đó mình giữ chánh ngữ là lúc đó mình không nói dối, không nói láp thì lúc đó chánh ngữ nó mới sanh được. Thì như vậy chánh ngữ nó có khi nào có cái vấn đề đến, có đối tượng đến thì nó mới có. À, còn nếu không thì rồi chánh nghiệp là hành động chân chánh thì khi nào có vấn đề nó mới phát sanh được, còn không nó không sanh được. À, rồi chánh mạng cũng vậy, khi nào có sự đụng tới vấn đề mà nuôi mạng nữa thì nếu mình giữ vấn đề nuôi mạng chân chánh thì chánh mạng nó mới sanh được. Thành ra ba cái giới phần này nói là có mặt trong tâm thứ nhất, tâm thứ nhì đó. Thì nói là nói chung thôi, nhưng mà thực sự nó tùy theo. Nó không phải là lúc nào nó ba cái được. Ba cái giới phần này nó có đồng lúc đó, thì nó chỉ có trong tâm đạo siêu thế thôi. Trong tâm đạo tu quả siêu thế thôi. Chứ không trong tâm tịnh hảo này, thiện tịnh hảo này nó không có. Nó tùy theo lúc nào cần phải giữ nào thì nó phát sinh. À, nó không có một lượt ba cái được. Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải nắm được vấn đề này ha. Được chưa? Nắm được chưa? Alo. Được chưa? Cho qua. Rồi ha. Ok, qua được ha. Rồi, hai vô lượng phần. Hai vô lượng phần này sao đây? Hai vô lượng phần này là bi và tùy hỷ. Hai cái này cũng khó hiểu lắm nha. Hai vô lượng phần nè. Bi và tùy hỷ. Trong cái tâm sở bi đầu, tâm sở bi nó có mặt
trong thứ nhất là gì quý vị? Tâm thứ nhất. Thứ nhất thứ nhì là tâm thuộc về thọ gì? À, nó thuộc về thọ hỷ. À, đúng rồi, hỷ. Thì bi, bi là tâm gì quý vị? Đối tượng của tâm bi là gì? Alo, ai còn nhớ không trời? Bi là chúng sanh gì nữa chứ, chúng sanh không? Chúng sanh đang chịu khổ, đó là bi, là thấy chúng sanh đang bị khổ thì tâm bi nó phát sanh. À, nhưng mà bây giờ trong hai tâm này thuộc về thọ hỷ thì vậy sao đây? À, cái vấn đề là mình phải thấy rõ trong này ha. Thì mà mình thấy chúng sanh đang đau khổ, mình khởi lên một cái tâm thương xót chúng sanh đó. À, mình khởi tâm bi thương xót chúng sanh đó, mà sao nó có trong tâm thọ hỷ nè, tâm thiện thọ hỷ sao có mặt bi nè. À, quý vị thấy sao, thấy cái này sao? Chánh tâm là bi, không có trong thọ hỷ, đúng không? Thường gì có thể giúp người đang đau khổ? Phải giờ mình phải biết cái vấn đề vậy. Thí dụ giờ ha, giờ là Nguyên Trang thấy cô Nhung đang gặp chuyện gì đó khổ, thì khi mà thấy là khởi tâm bi lên, lúc đó là cái tâm bi nó khởi lên, lúc đó thì nó chưa nói tới cái chuyện mà giúp này giúp kia giúp nọ, chưa có tới chuyện đó, thì lúc đó cái tâm nó khởi lên, nó có cái tâm bi thương xót cái đối tượng đó, thì cái tâm bi khởi lên đó đó. À, cái đó mới là vấn đề, là ngay đúng ngay pháp hiện tại ngay đó là thấy cái vấn đề đó. À, thì cái tâm bi nó khởi lên thật sự đúng, cái tâm bi là khởi lên không có mặt trong tâm thọ hỷ, không có mặt trong những cái tâm thiện thọ hỷ này, nó chỉ có mặt trong tâm thiện thọ xả mà thôi, nó không có trong thọ hỷ. Nhưng mà giờ tại sao nó trong thọ hỷ, quý vị biết tại sao nó có không? Nó có chứ không phải không có. Đây là cái vấn đề mà ít có sách nào mà viết lên vấn đề này, nó rất là khó tìm thấy cái chú giải về những cái đề này. Bởi vì quý vị biết sao không? Vì thí dụ giờ mình gặp chúng sanh đang đau khổ, mình khởi lên cái tâm bi thương xót chúng sanh, thì nó chỉ khởi lên hợp với lại thọ xả thôi. Hợp với lại thọ xả thôi. Nhưng mà khi mà thấy chúng sanh đó thoát khỏi cái khổ đó, thí dụ như mình gặp lại chúng sanh đó, chúng sanh đã thoát khỏi cái khổ đó, thì cái tâm bi mình thương xót chúng sanh đó, nó khởi lên có cái sự hoan hỷ trong đó, thì lúc đó gọi là tâm bi đồng sanh trong tâm thiện thọ hỷ, là cũng chúng sanh đau khổ đó, nhưng mà khỏi cái sự khổ đó, thì cái tâm khởi lên một cái sự hoan hỷ đó. Thì như vậy bi có mặt trong tâm hỷ, trong tâm thiện thọ hỷ một và hai. Đó là cái trường hợp đặc biệt vậy thôi, trường hợp rất là đặc biệt ha. Đó là chúng ta thấy như vậy. Thí dụ bây giờ Nguyên Trang thấy một người đang bệnh nặng, thì mình vừa thấy người bệnh nặng đó, mình thấy bệnh nặng đó, cái mình đắc ý mình khởi tâm bi thương xót chúng sanh đó, đúng chưa? Mình khởi thương xót chúng sanh đó. Rồi sau đó mình gặp lại người đó bệnh, người bệnh nặng đó, mình thấy người bệnh nặng đó vừa mới là được khỏe lại, được thoát bệnh, thì mình cũng khởi tâm bi, mình cũng thương yêu, chúng thương xót chúng sanh đó, nhưng mà cái tâm mình có sự hoan hỷ đó, mình có cái sự hoan hỷ mừng cho nó được thoát khỏi sự đau khổ. Thì lúc này tâm bi này nó sanh trong tâm thiện thọ hỷ. Là cái trường hợp nó có một cái góc cạnh, cái góc ngược lại bên đó chút xíu trong cái trường hợp đó. Thì như vậy trong chú giải ta nói trường hợp đó thì nó có được trong cái tâm bi thuộc về cái tâm sở, tâm bi này nó nằm trong tâm sở tình hảo thuộc về thọ hỷ. Nó nhiều lỗ, nhiều đối tượng nó cũng khác nữa, cái đối tượng nó cũng khác luôn. Đối tượng khác luôn, đối tượng đó nhưng mà nó khác thời gian, nó khác thời điểm. Thời điểm đau khổ khác mà thời điểm vừa khỏe lại là khác, hai thời điểm nó khác nhau, mình thấy nó có sự khác nhau. Cho nên đó là cái vấn đề mà chúng ta để ý xíu vậy đó.
À, cho nên trong trong đây người ta không thể tách nó ra được. À, tâm bi không thể tách ra khỏi cái tâm tâm thiện thủy được. À, bởi vì có những lúc đặc biệt nó vẫn có, chứ không phải là không. À, đó mình thấy vậy. À, trong vấn đề này nó có cái gút mắt cho nó ha. Rồi tới cái gì quên rồi. Bi rồi tới tùy hỷ. À, đó, tâm tùy hỷ thì dễ thôi ha. Tùy hỷ thì mình biết rồi, nó sẽ có mặt với đối tượng mà mình gặp, đối tượng đang được an lạc hạnh phúc, mình quan hỷ với hạnh phúc người đó. À, thì lúc đó nó coi trong tâm thọ hỷ là chính xác, đúng không? Thì như vậy là trong hai vô lượng phần này nó có tùy theo đối tượng. À, có đối tượng này, đối tượng kia, tùy theo. Đúng rồi không? Được chưa? Hai vô lượng phần này một hai là ok không? Rồi tuệ quyền thì đương nhiên là tâm thiện thọ hỷ hợp trí thì đương nhiên là tuệ quyền rồi. Đâu có cùng lúc được, hai bi tùy hỷ nó khác đối tượng mà, sao cùng lúc được, mỗi đối tượng mỗi khác. Lúc có này thì không có kia, lúc có kia không có này. À, đâu có cùng lúc được. Lúc đối tượng khổ á, thì mình khởi tâm bi, nhưng mà lúc đối tượng là hạnh phúc, đang được hạnh phúc thì là tâm hỷ, đâu có hai cái cùng lúc được. Được chưa, nắm được ha. Rồi tự quyền thì mình biết mà, hợp trí thì nó phải có tự quyền. Thì như vậy là chúng ta nói tổng quát thì tâm số 1, tâm số 2 thì nó có là nhiêu? 13 tự tha, 25 tịnh hảo là 38 đúng không? 38. À, nếu mà không có này không kia thì trừ bớt lại. À, cũng như bây giờ mình để ý thêm cái phần đó. Nếu mà có giới phần á thì không có vô lượng phần. À, nếu có giới phần thì không có vô lượng phần, mà nếu có vô lượng phần thì không có giới phần. Hai cái đó, đối tượng nó khác nhau mà. Gì đây? Rồi, cái qua đây là giúp chúng ta, ai hỏi gì để ghi xuống đây lát hỏi cho. Nắm được chưa? Tức là những cái này nó tùy theo thôi, chứ nó không phải là một lúc nó sanh lên giống nhau như vậy. Giới phần cũng vậy, vô lượng phần cũng vậy. Hai cái nó tùy theo. Đối tượng đúng nó mới sanh được, còn không đúng thì nó không thể sanh được. Rồi, được chưa? Qua được chưa? Rồi thí dụ như giờ Hà thấy chánh tâm đang bị đau bụng, bị bệnh nặng, bị khổ, thì Hà thấy khởi lên cái tâm bi thương xót nhưng mà chánh tâm thương xót, tội nghiệp quá, đau khổ ha. À, nhưng mà vài bữa sau gặp lại chánh tâm, thấy chánh tâm khỏe hẳn lại, thì cái tâm mình khởi lên hoan hỷ với cái sự khỏe mạnh đó, sự hạnh phúc đó, thì đó chúng ta có cái tâm tự hỷ, hoan hỷ với sự hạnh phúc khỏe mạnh đó. À, thì đó là cái ví dụ mình thấy rõ ràng nha. À, gì vậy? Đó thì hai cái phần này nó tùy theo, tùy lúc, tùy theo cái hoàn cảnh, cái đối tượng nó như thế nào thì nó phát sinh như vậy. À, rồi giới phần cũng vậy thôi, nó cũng dễ hiểu ha, ba mấy cái phần thì mình dễ hiểu ha. Lúc nào có giữ giới chánh ngữ thì nó có, thì nó không có hai kia, có một không có hai, có một không có hai. À, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần được hiểu là 25 cái tình hảo này đó là nói chung vậy thôi, chứ không phải lúc nào nó cũng đủ 25 đó nè. Có lúc nó có cái giới phần thì nó không có vô lượng phần, có vô lượng phần thì nó không có giới phần, nó tùy theo, nó không có chung được cùng lúc được. Được chưa? Rồi cho qua được cái 1-2 chưa? 1-2 qua được chưa? Cho cái bông đi. Hello. Rồi, giờ xuống tới 3-4. Đây, 3-4. À, 3-4 là gì quý vị? Alo. 3-4 là hai tâm gì đây? Rồi, 3-4 là tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ và ly trí hữu trợ. Rồi, có hai tâm giống nhau ha. Thì cái 3-4 này á, 13 tự tha có không? Có luôn ha. Rồi, 19 biến hành có không? 19 tình thảo biến hành. Có luôn. Rồi, 3 giới phần.
có luôn ha, ba giới phần cũng tùy theo ha. Còn hai vô lượng phần cũng vậy ha, cũng tùy theo luôn, đúng không ha? Rồi tuệ quyền có không? Tuệ quyền wow, xà thử đúng vậy, không có tuệ quyền à, không tuệ quyền tức là bởi vì tâm này thuộc về ly trí, không có tuệ quyền à, xuất hiện trong đó à, cho nên cái vấn đề này chúng ta cũng cần phải cân nhắc ha. Bởi những cái tâm thuộc ly trí này, mặc dù là ly trí nhưng nó cũng có giữ giới nè, cũng có giới phần à, cũng có vô lượng phần à, nhưng mà ly trí à, chính vì do sự không khéo tác ý, thiếu là vô niso manasika đó, là tác ý không đúng, không khéo à, chính vì do đó trí tuệ nó không sanh được à, mặc dù nó vẫn có những cái trường hợp là vô lượng phần và giới phần à, đây là cái vấn đề chúng ta cần phải à, cân nhắc vấn đề này ha. Cho nên không phải mình giữ giới được là mình có trí tuệ đâu, phải có một cái sự khéo léo là dụng tâm mới phát sanh được trí tuệ được à, đó là cái vấn đề câu số tâm thứ ba thứ tư bao nhiêu rồi, 37 đúng không, đúng là 37 phải không, tức là 13 tịnh tha là 24 tịnh hảo trừ trí tuệ trừ tự quyền ra, rồi còn là 37, cái kia 38, cái này 37. Rồi tới tâm số 5, số 6. 5, 6. Rồi là tâm gì? 5, 6, tâm. Thọ xã, hợp trí vô trợ. Thọ xã, hợp trí, hữu trợ. Là 5-6 đúng chưa? Rồi 13 tự tha có không? Alo, 13 tự tha có không? 12 từ hỷ, 12 người ta đúng. Rồi đúng là xa thử quá, quá xa thử. Vậy thọ xã thì không có hỷ trong đó, không tâm sở hỷ này phải dục nó ra, không có hỷ đó. Rồi 3 giới phần có không? Alo, ba giới phần có không? Có tùy theo luôn, đúng rồi, xà thú. Hai vô lượng phần. Có luôn, cũng tùy theo luôn. Nhưng mà bây giờ tâm sở hỷ, tùy hỷ nè, tâm sở tùy hỷ. Mà nó có mặt trong 5 và 6, mặt trong 5, 5, 5, 6, tức là thuộc về thọ xã. Mà này nó vẫn có hỷ quý vị thấy không? Đây là cái này mà mình thấy nó có những cái mà rất là khó mà để mình hiểu được cái thực tính của nó, cái thực tướng của pháp nó sanh. Tâm sở tùy hỷ có mặt trong những tâm thọ xã luôn chứ không phải không có. À, đây cũng rất là khó chứng minh những vấn đề này ha. Bởi vì khi mà khởi lên một cái tâm quan hỷ, mình quan hỷ với cái sự hạnh phúc của người khác thì tâm này phải là thọ hỷ, làm sao là thọ xã được. Đúng chưa? Thì theo như vấn đề này thì mình duy xét là những tâm nào mà có cái thọ xã đó thì không thể có hỷ à, mà rõ ràng là như vậy. Nhưng mà ở đây tùy hỷ nó lại có mặt à, trong hai cái tâm thọ xã này, đúng chưa à, mình phải cân nhắc suy nghĩ cái những vấn đề này, mình phải dùng trí tuệ suy xét vấn đề này ha. À, thì cái đối tượng của cái tùy hỷ là đối tượng đang được sự hạnh phúc, đang được những cái điều tốt đẹp. Thì mình thấy mình khởi cái tâm quan hỷ với lại cái đối tượng đó à, thì chúng ta có cái tâm thọ hỷ. Thì như vậy cái tâm tùy hỷ này nó sanh trong cái thọ hỷ thôi, trong những cái tâm thiện thọ hỷ, chứ nó không thể có mặt trong tâm thiện thọ xã được. À, nhưng mà giờ đây tại sao ta cho nó là có, sách nào cũng cho là có nữa. Chúng tôi coi biết bao nhiêu chiếu giải, không có chỗ nào nói là không có hết à, nó cái đề hỷ nó có mặt luôn trong tâm thọ xã à, trong những cái tâm tình hảo thọ xã hết à, thì như vậy mình phải suy nghĩ cái vấn đề này à, đưa vấn đề này lên cái bàn cân để mình suy xét ha. À, thì khi mà có đối tượng quan hỷ thì phải là tâm thọ hỷ, phải là tâm thiện thọ hỷ. Nhưng mà trường hợp thọ xã thì sao quý vị? Thì theo ý chúng tôi đó, thì vấn đề này có thể rằng là mình cũng gặp lại cái trường hợp đó, cũng gặp cái đối tượng đó à, như là đối tượng đó mình cũng khởi lên cái tâm tùy hỷ này, nhưng mà
có thể là do gặp lại rồi, gặp lại nhiều lần, thành ra cái gặp lại cũng có cái tùy hỷ, nhưng mà nó quá nhẹ, nó có thể là nằm trong cái thọ xả được. Nhưng mà theo như chúng tôi thấy thì nó vẫn có hỷ và thường chứ không thể là xả được. Nó theo ý chúng tôi thì, nhưng mà trong tất cả sách thì người ta nói đều là có nằm trong những cái tâm thiện thọ xả, bởi vì nó là cũng thuộc về thiền pháp. Nó thì có thể là như vậy thôi, nhưng mà mình cũng không biết sao mà không có thấy sách nào người ta có thể chú giải cái chỗ này để cho nó, để cho mình cảm thấy nó thỏa mãn được. Rồi thôi bây giờ mình cứ cho làm như vậy để cho nó là có nhẹ nhàng mờ mờ ảo ảo hơi hỉ xíu thì nó có thể có mặt trong những tâm xã. Rồi em thông qua được không? Rồi tới tuệ quyền có không quý vị? Tuệ quyền có không? Alo. Tại sao có? Alo, tại sao nó có? Hợp lý, đúng rồi, xa thú, rất là xa thú. Rồi, đó là số 5, số 6 là mình giải quyết xong ha. Thì có được nhiêu quá rồi? 12 với lại 37, tổng cộng là 37 ha. Rồi, 37, ok. Rồi, tiếp theo là số 7, số 8. Số 7, số 8 là làm gì đây? Thọ xả ly trí vô trợ và hữu trợ. Rồi ha, đó ly trí vô trợ và hữu trợ. Và số 7, số 8. 13 tờ tha có đủ không quý vị? Alo. 13 tờ tha có đủ phải không? 12 hay hay không bị gạt nữa không? Giờ giỏi quá. Không bị gạt. Xa thứ xa lắm. Rồi. Rồi. Đúng vậy. Rồi tới ba giới phần có không? Có luôn. À đúng rồi, xả thứ. Hai vô lượng phần có luôn phải không? Có luôn ha. Rồi, trí tuệ có phải không? Trí tuệ có đủ phải không? Trí tuệ có không? Không. Không. Rồi, xả thứ, rất là xả thứ. Như vậy là không có trí tuệ, không có tự quyền. Là 7, 8 thì gồm có tổng cộng là nhiêu? 12 tờ tha, 9 biến hành, 3 giới phần, 2 vô lượng phần, không có tài quyền, là mình có được 36. Đúng không? Rồi, đó là xong. Xong cái phần A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là 8 loại tâm thiện dục giới. 8 tâm thiện dục giới tình hảo. Rồi, thông qua được không? Rồi, bây giờ nắm được không? Cho cái bông đi. Alo. Rồi, ok, thông qua ha. Quá xà thú là lớp này giỏi quá trời là gì chậm, hiểu trơn giảm gì đấy. Rồi, đó là cái chuyện là phần A là mình đã giải quyết ha. Rồi giờ tới phần B. Phần B là cái gì đây? Phần B là tâm quả thiện dục giới tịnh hảo. Phần B tâm quả thiện dục giới tịnh hảo. Tám tâm quả thiện dục giới tịnh hảo. Đại quá không kịp hả? À, phải chậm ghi lại. Ok, rồi chậm lại chút. B tâm quả thiện dục giới tịnh hảo. Rồi, trả đi. Tại vậy mới mau tới đi bàn chứ, đi chậm quá người ta tới hết, mình ngồi đó mình dòm dòm tới lẹ tự nhiên bắt được đi bàn chứ, đi chậm quá Mara là tới bắt rồi mệt lắm. Ma Dương bắt là mệt. Rồi, phần B nó mất rồi, phần B là chưa, phần B chưa. Phần B. Rồi, 1, 2 là tâm gì đây? Alo. 1, 2.
hai, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Hai là tâm quả thiện thọ hỷ gì đó hợp trí hỗ trợ. Rồi đúng rồi, sao thứ ba thầy ký giỏi quá, thầy ký số một là mã luôn ha. Vừa đánh máy giỏi, chép bài giỏi, mà vừa hiểu bài thuộc bài, quá xa thứ. Thầy ký số một là mã ha. Là lớp mình có nhiều cái độc đáo ha. Mới là MC của số một luôn, giọng quanh vàng ha, nguyên tên vàng ha, nguyên như là giọng là thánh thoát ha. Quá dữ. Một là cho xin chữ ký à. Cho xin chữ ký cho phải xin thư ký, cho xin chữ ký, có là ai cần xin chữ ký alo cho Nguyễn cho ký tên cái ha. Giống như là ca sĩ xuống bán vé, bây giờ xuống bán CD cái người ta ký tên vô cái CD đó. Ai muốn xin chữ ký cho Nguyễn. Rồi bây giờ số 1, số 2 là tiếp nha. Số 1, số 2 là 13 tự tha có không quý vị? Alo. Có không? Có. Một là có. Rồi 19 tịnh hảo biến hành có không? Alo. 19 tịnh hảo biến hành có luôn, sợ quá, quá sợ luôn ha. 19 tịnh hảo biến hành có luôn, y chang luôn ha. Rồi bây giờ tới ba giới phần có không? Alo. Ba giới phần có không? Alo. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng có không? Alo. Không. Giờ sao? Giờ không không? Không. Ok, đúng như vậy là ba giới phần không thể có mặt trong tâm quả. Bởi vì đây là tâm quả nha quý vị, chứ không phải là tâm thiện nha. Tâm quả thì nó không có làm việc hậu, không có làm việc động tóc, nó không có làm chấm ná được, cho nên ba giới phần này không thể có mặt được, nó là chỉ là kết quả thôi. Tâm quả làm việc tục sinh tục kiếp tử thôi, cho nên ba giới phần không có. Rồi tới hai vô lượng phần có không? Alo. Hai vô lượng phần có không? Chánh tâm có, chánh tâm có, chánh tâm thật lật rồi. Vô lượng phần cũng đâu cũng làm việc động tóc mới có chứ, mà cho quả rồi có được, quả đâu có làm phần sự động tóc được. Cho nên thì bây giờ mình sẽ trừ ra là ba giới phần và hai vô lượng phần, vì nó là tâm quả mình không thể có, đúng chưa? Nắm được chưa? Ok. Rồi bây giờ mình cộng lại bao nhiêu rồi? 13 tự tha cộng 19 tịnh hảo biến hành cộng tự quyền có luôn phải không? Tự quyền có luôn phải không? Rồi là tổng số là 33. Đúng rồi, tự quyền có luôn đúng rồi, 33. Được ha, nắm được chưa? Nắm được ha, nắm được cái là mấy kia ra hết ha. Rồi, ok. Kịp bài chứ, bài kịp chưa? Cô mấy cô chứ, bài kịp chưa? Từ từ chép nha. Nói tới ví dụ này là thầy lễ, thầy kính lễ này kia, chúng ta nhớ kể về cái chuyện là anh em của chúng tôi nó đi tu xuất gia, nó xuất gia thì khu thì khu thời gian sau cái đi trại tăng, đi làm lễ này kia nọ đó, thì mấy bà mà mấy bà đi chùa cái gì biết, mấy bà đi chùa thường xuyên, mấy bà cũng thọ thọ giới rồi bắt quan rồi dữ lắm. Thì hôm đó thì mỗi bà mới làm cái lễ trại tăng,
đang mời mấy ông đi, trong đó có chú em của chúng tôi đi làm đó trong nhóm tỳ khưu. Thì tới đó mới ngồi xuống đọc kinh, trước khi đọc kinh mấy bà tới, mà ba bốn bà súng vô quỳ lãnh lễ, bà lãnh lễ mấy ông sư không. Cái ông chú em của tôi, ông là tỳ khưu mà ông thấy bà quỳ xuống quá lễ một cái, ông né qua bên, ông né ông né gần chết luôn, không nói bên bà này chơi bên này, ông né bên này chơi bên kia, ông né bên kia. Nói sao mà sự né dữ vậy. Bà mấy bà lên giữ bắt qua giới, bà lại cái là bà chọt mình cái mình chết ngắt. Bà đánh lễ cái ná thở luôn chứ không phải bà diệt dẫn như mấy bà. Bà ông nói sợ lắm, sợ mấy bà lắm, mấy bà giữ kỹ lắm. Bà nói lại khổ khổ thân, lãnh cái lại của bà thì giống như là dao đâm vô cái. Sợ mình mấy bà nó giới đức dữ lắm, mình tu thì mình cũng bà trợn hơn, tu thì cũng lết vì sợ. Giới lưng tưng, giới lũng, giới rách, giới này kia tùm lum, sợ thấy mồ. Gặp mấy bà nó đang lúc mà bà thọ bắt quan đại giới, mấy bà giữ kỹ lắm. Mình lại một cái giống như cầm dao chém xuống nghe. Ông nói giống như cầm dao chém xuống nghe. Né né bằng mình đó, quý vị đừng có lễ đi, đánh lãnh lễ lên cái là giống như là cầm dao chọc cho người cái chết luôn. Cho sống thêm chút xíu nữa, đừng có lễ nữa, mệt lắm nha. Rồi tiếp theo ha, rồi 1, 2 là mình xong ha. Rồi tới 3, 4 là tâm gì đây? Ba bốn là quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ và hữu trợ. Rồi đó là 3, 4. 13 tờ tha có không? Alo. Mười ba tờ tha có không? Rồi xả thử. 19 biến hành có không? 19 biến hành có luôn, xả thử ha. 2 vô lượng phần có không? 2 vô lượng phần không, đúng rồi, xả thử. 3 giới phần có không? Không luôn, xa thử. Rồi có tự quyền ha, tự quyền do phải cộng tự quyền do chứ, tự quyền cũng là phải có ha, không không. Ok, xa thử, không bị dụ, hay quá. Rồi, không có tự quyền. Rất là hoan hỷ, xa thử, rất là chánh niệm tỉnh giác, không có bị gạt. Rồi về 3, 4 thì mình có nhiêu đây? 13 tờ tha, 19 tình hảo biến hành, thành ra là mình có là 32, có 32 trong xã đồng sạch, rất là xã thứ ha. Rồi tới số 5, số 6, 5, số 6 là tâm gì? Năm sáu. Năm sáu là tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ và hữu trợ, đúng không? Còn năm với số sáu. Rồi, có đủ 13 tờ tha đúng không? Ghi xuống 13 tờ tha liền. Alo. 13 tờ tha. Không, không, như con nhiều. Rồi, sao tôi 12 tờ tha trừ hỷ. Như này thuộc về thọ xã không? Rồi, đúng không? Rồi, 19 tâm tâm xã tình hảo biến hành. Có đủ không? Có đủ không?
Vô lượng phần giới phần có đủ luôn ha. Vô lượng phần giới phần có đủ ha. Ok, không sao, không, không. Chính xác. Rồi trí tuệ có đủ không? Tuệ quyền có luôn ha. Tuệ quyền có luôn, đúng rồi ha. Đúng chưa? Đúng không? Đúng không? Ok, rồi. Vậy giờ tổng số bao nhiêu? 12. 19. Với lại mấy bạn này? Tại nữa là thành ra 32. Năm sau thì mình có là 32. Đúng không? Chính xác ha. Làm sao? Còn 2 rồi, ok, quá xả thứ luôn ha. Rồi, tới số 7, số 8. 7, 8 là gì đây? Tâm quả thiện thọ xã ly trí vô trợ hữu trợ. Rồi, đúng ha. Rồi, đó, cặp thứ 7, thứ 8. Rồi, 13 tờ tha cũng có đầy đủ, không thiếu ai mã. 13 tờ tha ghi xuống giùm cái đây. Ủa, 12 hả? 12. Ok, 12. Xa đủ, 12. 12. Chọn 25 tình hảo, đúng không? Ghi vô 25 tình hảo. 12 cộng 25 tình hảo. Không đúng hả? Như sao? Không đúng, như sao đây? Rồi, 19 tình hảo biến hành có đủ không? Rồi, 5 cái kia vô 3 vô lượng, 3 vô 3 giới phần, 2 vô lượng phần có đủ không? Còn luôn. Tại quyền có đủ luôn ha, tại quyền có mặt luôn ha, 7 8 tại quyền có. Alo. Không luôn. Ok, lớp này giỏi quá trời ơi. Trả lời dứt khoát. Ly tí là không có tự quyền, xà thứ, xà thứ. Rồi, như vậy số 7, số 8 là mình có nhiều 31. Rồi, rồi gộp lại tổng số, gộp lại mình có 1, 2, 33, 3, 4, 32, 5, 6, 32, 7, 8 là 31. Hết gạo rồi không? Dữ quá rồi, cao thủ vô lông mà hết gạo rồi. Rồi, xong chưa, chép xong chưa, thông qua được chưa? Rồi. Qua được ha, tới phần C. C là tâm di tác dục giới tịnh hảo. C là tâm di tác dục giới tịnh hảo. Tám tâm di tác dục giới tịnh hảo. Tám tâm di tác dục giới tịnh hảo. Rồi, 1, 2 là tâm gì đây? 1, 2. Rồi im trở lại. 1, 2 là tâm gì? Alo. Gì mà di tác thọ hỷ hợp trí vô trợ, di tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Rồi, đúng rồi, là tâm di tác 1, 2. Mà hãy di tác thì chúng ta thấy là 13 tự tha, phải trừ hỷ ra. Hãy di tác đâu có vui, đâu có hỷ được ha. Cả là hát đâu có hỷ đâu. Không? Thì mình trừ ra là còn 12 tự tha, đúng không? Alo. Hay quá là 13, 13 trang 13. Mình đang sao? Gì vậy?
13, chánh tâm 13. Là không phải 12 hả? Không phải 12 hả? Di tác rồi phải 12 chứ sao 13 nữa. Hay đúng không? Hay không? Rồi, đúng rồi. Xà thủ tâm di tác thọ hỷ, là có hỷ ở trong đó thì nó phải có 13 tâm sở và tha tâm sân. Rồi ha, qua được ha. Rồi 19 tịnh hạnh biến hành, có không? Có ha. 19 biến hành có đầy đủ, không thiếu được. Là 13, 19 có rồi ha. Ok. Rồi ba giới phần có đủ luôn ha. Ba giới phần có đủ luôn, cộng vô. Ba giới phần. Ủa sao không? Sao không vậy? Ba giới phần sao không? A-la-hán thì sao không? Mà A-la-hán chứ sao không? A-la-hán không cần giữ rồi. Sa thú hoặc A-la-hán thì tâm ta đã hoàn tất, đã hoàn thành, không còn diệt trừ tất cả, biết sự phiền não chấm dứt, không còn gì nữa giữ hết. Gánh nặng đã được đặt xuống, chấm dứt hết rồi. Thì như vậy ba giới phần là không có. Hai vô lượng phần không có luôn phải không? Hai vô lượng phần cũng không có luôn phải không? Hello. Có không? Hai vô lượng phần. Trong sư Nguyên Trang có không? Nguyên Như có không? Trong Nguyễn có không? Như Quỳnh có không? Xà thú đúng vậy ha. Vì chúng sanh là đối tượng xa thú là Cavinator ha. Cavinator tưởng là Terminator ha. Tưởng là Schwarzenegger Terminator. Vậy là đúng, vì có chúng sanh. Bậc Cao Án vẫn có tâm bi và tùy hỷ, có đầy đủ ha. Rồi, như vậy là mình có được hai vô lượng phần. Rồi, tuệ quyền có không quý vị? Tuệ quyền có không? Rồi, đúng rồi, có luôn ha. Xà thú, vì như vậy là mình có nhiều đây. 13 đạo tha, 19 tình hải biến hành, 2 vô lượng phần và tự quyền. Thì tổng số mình có nhiều là 35, đúng rồi. Có di tác 1, 2, có 35 tập sở. Đúng rồi ha. Rồi, đúng rồi, xà thú thư ký. Thư ký tài ba ha, xà thú ha. Rồi, đây số 3, số 4 là gì đây? Số 3, số 4. Di lạc thọ hỷ ly trí vô trợ hữu trợ. Rồi, ok. Thì 12 tờ tha đúng không? Ly trí là 12 tờ tha, đúng chưa? Ly trí 12 tờ tha, ghi vô đây 12 tờ tha đúng không? Ủa không phải hả? 13 tờ tha, sợ thử 13 tờ tha. Quá giỏi mà. 13 tờ tha. Rồi 25 tịnh hảo có đầy đủ đúng chưa? 25 tịnh hảo đầy đủ, cộng vô đúng không? Ủa sao không đúng? Đúng. Vậy chứ có gì không đúng thì có gì đây? 19 tịnh hảo biến hành, đúng rồi. Rồi gì nữa? 19 tịnh hảo biến hành. Hai vô lượng phần, xà thú. Và một tuệ quyền, đúng không? Và một tuệ quyền, đúng không? Không đi. Ly trí, về ly trí thì như vậy mình trừ cái tuệ quyền ra. Về tổng số của tâm thứ ba, thứ tư là 13, 19, 2 là bằng
từ giới phần và trí sở hữu, đúng vậy, chính xác. Còn nhiều, còn là 34, đúng ha, 34 chính xác. Hỗ trợ chứ, hỗ trợ là tâm cũng hơi chần chờ một xíu đó, thì thấy đối tượng thì tâm hơi bị chần chờ, chứ đâu phải là A-la-hán nào hỗ trợ đó. Cũng chậm một xíu thôi, chậm bước. Tâm hơi nhẹ lại, không có sông sáo. Không có trí tuệ luôn, đã đến cái chỗ này mình phải đặt cái hỏi tại sao không có trí tuệ hoặc A-la-hán. Thì lúc này chẳng hạn như ăn cơm mà dùng trí tuệ gì, hoặc đi vệ sinh, đi làm những công việc bình thường thì dùng trí tuệ gì, thì lúc đó là tâm di tác, sử dụng tâm di tác thì phải là ly trí, lúc nào cũng dùng trí tuệ trật rồi nó vẫn bình thường, như ngồi nhìn mây nhìn gió. Rồi như vậy là mình có nhiều rồi, có được nhiều 10 là 34 ha, 34 đúng ha. À, cười nè, Hà cười nè. Rồi tới 56, 56 là tâm gì? Alo. Di tác thọ xã hợp trí vô trợ hữu trợ, đúng rồi, làm cặp 56 là 13 tạ tha có đầy đủ, cộng 19 biến hành đầy đủ, đúng chưa? 12 hả? Ok, 12 tạ tha không có hỷ, trừ hỷ ra còn 12. Xà thú ha, quá xà thú luôn. Ai cũng hiểu ha, nắm được bài dễ dàng. Rồi 19 tịnh hảo biến hành trừ một cái ra là còn 18, đúng không? Trừ tính ra, A-la-hán đâu cần có tính gì nữa, trừ ra còn 18. Không phải hả? Không phải, ok, rồi. 19 biến hành, đầy đủ không? Còn 2 vô lượng phần. Có không? Hai vô lượng phần. Hai lượng phần có không? Có, rồi. Ba giới phần có luôn không? Có không? Ba giới phần có không? Alo. Không, đúng rồi, xà thử. Tuệ quyền. Trừ tuệ quyền ra. Có không? Đúng không? Trừ tuệ quyền ra. Có hả? Có tự quyền. Rồi, đúng rồi. Rồi, xà thứ, xà thứ. Có trí, học trí, có trí, trừ tự quyền ra, không đúng ha, trật. Thì như vậy, 5 và 6, tâm thứ 5 và 6 thì có 12 tự tha, trừ hỷ, 19 biến hành, 2 vô lượng phần và tự quyền. Tổng số là 34. 34, đúng không? Tổng số 34. Rồi, đúng rồi, chính xác ha. Rồi, còn cặp cuối cùng, mình còn cặp cuối cùng là cặp 7, cặp 8, cặp số 7, số 8. Số 7, số 8 là tâm di tác thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm di tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ, đúng không vậy? 78 đúng chưa? Alo. Tâm di tác thọ hỷ. Ủa gì thọ xã à? Ủa thọ xã, ok, thọ xã là xã, là xã. Ly tác thọ xã hợp trí vô trợ, đúng chưa? Ly trí. Hay gì ta, sao biết được hay gì ta. Rồi vậy là mình có hai cái là thọ xã ly trí, tâm di tác thọ xã ly trí, chính xác ha, quá giỏi luôn.
Rồi, thứ nhất là 13 tạ tha đầy đủ. Đầy đủ 13 tạ tha. Ủa 12 hả? Rồi, 12 thôi. Bỏ mới cái 12. Xà thấu. Rồi, 25 tịnh hảo trừ 2 vô lượng phần ra. Và còn 23, đúng chưa? Vừa dính miếng hành 2 vô lượng phần. Đúng ha, 19 hành 2 vô lượng phần. Rồi, và tội quyền là 34, tổng cộng ha. Có tội quyền ha. Không có hả? Không có là thôi. Thôi, còn 33. Rồi, ok, sao thôi. Hết gạt được rồi chứ. Quá dữ rồi, nói chính xác luôn. Vậy thì vậy tâm 78 thì mình có là 33, đúng không? Là 12 tờ tha. 12 tờ tha, 19 miếng hành, 2 vô lượng phần, bằng 33. Đấy. Rồi, như vậy tổng số của cái tâm di tác là mình có là 1, 2 là 35, 3, 4 là 34. 5, 6 là 34, 7, 8 là 33, 35, 34, 34, 33, đúng không? Giờ ghi lại chính xác đi, alo. Dễ ủi rồi, ai cũng giỏi quá rồi, dễ ủi. Bài quá dễ luôn ha, hiểu, hiểu rầm rắp rồi. Hết ngay bài xe rồi. Rồi, sao thú nè, cái gì quá, quá giỏi, quá trí tuệ luôn. Lớp video pháp này phải công nhận là tuyệt vời ha. Học cách chính xác, hiểu rõ ràng chính xác thì đâu có ai ai nói học diệu pháp khô khan khó hiểu đó. Lớp mình học mình ướt nhẹp luôn. Nhịn ăn học nó thông minh, không ăn mình học cái bụng trống nó mau vô bài lắm, thông minh lắm. Ăn no vô buồn ngủ. À, lớp mình là super ha. Lớp số 1 thông minh tuệ mẫn trí tuệ. À, lớp diệu pháp này mà đâu có khô hả gì ha, đâu có khô khan nha, ai nói khô không, ai nói khô đâu, lớp này đâu có khô được, học ướt ác nha, đâu có khô đâu. À, mà cũng là đâu có khó không, dễ ủi. Rất là thoải mái, học thoải mái, vui vẻ, hoan hỷ, ai cũng hoan hỷ pháp, rất là xa thứ ha. Vậy là coi như là vi diệu pháp vẫn còn có tồn tại trong cái quả địa cầu này của mình ha. Rất tồn tại, không có bị mà thất lạc, không có bị mất. Hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng học và mình truyền bá để mình gìn giữ được cái tạng vi diệu pháp này được tốt đẹp. À, như vậy là hôm nay chúng ta rất là xa thứ quan hỷ là học xong ba cái phần này A B C của tâm dục giới tình hảo, rất là xa thứ. Rồi mà cũng học quá giờ tới 45 phút rồi ha, rất là quan hỷ. Rồi Nguyễn Như cũng nói gì đây, rồi mời Nguyễn Như ha. Dạ thưa thầy, con tính hỏi thầy là thầy cho học tới 1 giờ học tiếp không thầy, hay là mình ngừng ở đây thưa thầy? Dạ con xin xuống mic ạ. Ồ, 1, 2, 3. Thôi học tới đây là đủ rồi. Mày xỉu rồi, học quá bội thật rồi. Quá bội thật. Kỳ tới mình học vô tới cái phần tâm đá đại. Nó đại là nếu mà còn ngon nữa thì tới, nếu mà ngon học luôn tâm đó đại tâm siêu thế luôn, tâm đó đại tâm siêu thế tổng học luôn, học không dám học hết đâu, người ta học luôn hết đâu, học không thì cho làm luôn, người tới là đầu đà luôn.
đầu đào luôn ha. Rồi chạy luôn ha, chạy luôn, sợ gì học ngủ hoài, ngủ bao nhiêu lượng kiếp ha, học bao nhiêu lượng kiếp rồi giờ cái ngủ hoài đâu được ha. Thức học luôn, đầu đào luôn. Học theo kịp mấy lớp khác chứ ha. Mấy lớp khác ta đi trước mà bây giờ mình học theo kịp. Vô sớm thì vô sớm rồi dễ rồi đó, mà có vô có học đâu, vô ngồi thấy lên đoàn đọc kinh không, vô sớm chí đọc được đâu ha. Người là biểu tình liền 9:30 9:30 mình học ha, chỗ mình học và học cho tới 12 giờ chưa hết cái mình học qua 12:30 không hết rồi tới 1 giờ 2 giờ học luôn, sợ gì. Ngủ hoài không cầm thì miên. Và 9:30 học ha, vẫn bình thường vẫn được vậy đó, học luôn. Thì đấy là mình học luôn hết luôn ha, học hết luôn tầm đó đại với là tầm siêu thế, dứt điểm luôn. Là đâu có nhiều đâu. À, đó đại là nhiều có 27 à. À, siêu thế có 40 à. 27 với 40 là nhiều. 27 40 có 67 tâm chứ 67 học cái rẹt cái sao lớp mình mà siêu sao không nó gì đâu sợ. Siêu sao thì Như Quỳnh khóc, Như Quỳnh là giỏi nha, giỏi nhất lớp, thông minh, trẻ trung nhất lớp, giỏi nhất lớp. Rồi, hôm nay là mình ngưng lên ha, lấy trớn để kỳ sau mình thấy mình ngon làm luôn, để tới bến luôn ha. À, do phước báo hôm nay chúng ta hoan hỷ học được vị pháp này ha, cầu cho tất cả chúng ta luôn được thoát khỏi 4 khổ cảnh, thoát khỏi những cảnh khổ, luôn được tái sanh về nơi an vui, sanh làm người làm trời và sớm chứng được bảo quả niết bàn trong ngày vị lai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin thay mặt lớp học kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Như vậy quý vị nhớ tuần sau có gì ăn uống ngủ một ngày trước buổi ra buổi trước đó nha quý vị. Bữa sau là mình đầu đà đó, đầu đà tối thứ sáu. Dạ. Dạ bây giờ con thấy sư Nguyên Thông cũng không có ở lại nổi nữa, sư nói là sư đi ngủ rồi, thành ra hôm nay không có ai. Con không biết là sư Thanh Tâm còn có ở trước máy không, bạch sư kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể chúc phúc cho đạo tràng chúng con à, nếu mà sư còn thức. Rồi quý vị ơi, chỉ có mình thầy trò của mình thôi, chứ tăng đi ngủ hết rồi. Dạ thôi như vậy mình tự hồi hướng cho chư thiên ha quý vị. Dạ con xin kính mời chư vị trong room lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp cùng với Nguyên Như ạ. Dạ đề wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình ta tham ma da ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mắn cha na wa ca cha phần kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni kan tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha bung ga la sang ko ho tu sa mak go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mo sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam pa bu nay ya ma tham ma ri yam ba we
đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô ý đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quắc khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin hẹn chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ hai và cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Chúng ta sẽ lại được học nghe những bài ngạo quỷ sự của sư Pháp Thanh giảng dạy. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.